We cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề của mình với cùng cách suy nghĩ mà mình xài lúc đặt ra vấn đề đó. Vậy, nghĩ khác đi. I have no special talent. I'm only passionately curious. Bản thân tôi không có tài năng nào đặc biệt. Tôi chỉ cực kỳ ham mê và làm quài cái tôi thích. The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Dấu hiệu đúng đắn của sự uyên bác không phải là hiểu biết nhiều, mà là sự tưởng tượng. The only reason for time is so that everything doesn't happen at once. Thời gian là có tồn tại là để nó chứng minh mọi thứ không xảy ra chỉ một lần. Only a life lived for others is a life worthwhile. Chỉ duy nhất một cuộc đời dành cho mọi thứ khác là một cuộc đời cực kỳ ý nghĩa. It should be possible to explain the laws of physics to a barmaid. Mọi quy luật vật lý đều có thể dễ hiểu cho bất cứ ai. Let us not forget that human knowledge and skill alone cannot lead humanity to a happy and dignified life. Chúng ta không quên một người mà kiến thức và kỹ năng duy nhất của anh ta sẽ không thể đưa loài người đến cuộc sống hạnh phúc và như tiên. Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius and a lot of courage dash to move in the opposite direction. Bất kỳ kẻ ngốc thông minh nào cũng có thể làm cho mọi thứ trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Cần một chút thiên tài và rất nhiều can đảm để đi theo hướng ngược lại. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Giáo dục là những gì còn lại sau khi một người đã quên tất cả những gì anh ta đã học ở trường. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Hòa bình không thể được duy trì bằng vũ lực, mà là sự thấu hiểu. A person who never made a mistake never tried anything new. Một người chưa bao giờ mắc sai lầm thì không bao giờ học bất cứ điều gì mới. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Khoa học mà không có đức tin là không vững. Đức tin mà không có khoa học thì như mù quáng. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vấn đề cũ, dùng cách cũ để giải quyết. Vấn đề mới thì phải xài cách mới, mới làm xong. Bạn nên hiểu tất cả đều là vấn đề cũ, vì bạn muốn giải quyết vấn đề cũ theo cách cũ hay là cách mới, hả? I never think of the future. It comes soon enough. Tôi không bao giờ nghĩ về tương lai, nó thường tới sớm lắm. Weakness of attitude becomes weakness of character. Yếu đuối trong thái độ trở thành sự yếu đuối trong tính cách. Thái độ mạnh dạn tạo ra con người mạnh dạn dám ăn dám nói. Thái độ mềm mỏng tạo ra con người nhu nhược xảo trá ăn nói thập thò, ngó trước ngó sau. Two things are infinite, the universe and human stupidity. I'm not sure about the universe. Hai thứ là vô hạn, một là vũ trụ, hai là sự ngu ngốc của con người. Tôi là Einstein, tôi không chắc về vũ trụ mới nói. If A is success in life, then A equals X plus Y plus Z. Work is X, Y is play, and Z is keeping your mouth shut off. Nếu A là thành công trong cuộc sống, thì A bằng X cộng với Y cộng với Z. Công việc là X, Y là chơi vui, và Z là giữ miệng của bạn, câm họng. Okay, it's the end of today's video. I really really hope you enjoy it. Please hit like and subscribe channel to help us make more video and daily food. Appreciate it. Okay, tới cuối của video hôm nay, tôi thực sự hy vọng bạn sẽ thích nó. Hãy nhấn like và đăng ký kênh. Chúc bà con mạnh giỏi, làm ăn khấm khá. Cho tôi nhắn gửi từ nước Mỹ.